Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Điểm tin quốc tế trên kênh YouTube báo điện tử VOV. Cập nhật diễn biến nóng về tình hình chiến sự Nga Ukraina, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraina vừa cho biết, quân đội Nga đã thực hiện 40 cuộc tấn công tại mặt trận Pokrovsk, khu vực Donetsk, đông Ukraina kể từ đầu ngày 29 tháng 8. Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine báo cáo ngày 29 tháng 8 cho biết tổng cộng đã có 156 cuộc giao tranh diễn ra khắp các mặt trận kể từ đầu ngày. Lực lượng Nga đã tiến hành 3 cuộc tấn công bằng tên lửa và 43 cuộc không kích, thả 60 quả bom dẫn đường, triển khai hơn 500 máy bay không người lái Kamikaze và đã bắn khoảng 3.000 lần vào các vị trí và khu định cư của Ukraine bằng nhiều loại vũ khí khác nhau. Pokrovsk vẫn là mặt trận diễn ra nhiều cuộc giao tranh nhất. Thông báo nêu rõ, Nga đã tiến hành 40 cuộc tấn công và hành động tấn công ở đây trong ngày. Cường độ tấn công lớn nhất của quân chiếm đóng Nga được ghi nhận ở và xung quanh. Vovizenka, Zelenepole, Mirolyubivka, Gorodivka, Novogorodivka, Kalivka, Marinivka và Mikhailivka. Tổng cộng, quân phòng thủ Ukraine đã đẩy lùi 32 cuộc tấn công trên mặt trận này và 8 cuộc tấn công khác vẫn đang tiếp diễn. Tình hình rất khó khăn, nhưng quân đội của chúng tôi đang làm mọi cách có thể để ngăn chặn đối phương tiến sâu vào lãnh thổ Ukraine. Cùng ngày, tờ Prada dẫn lời nhóm tác chiến chiến thuật Kharkov cho biết, tại Vopchansk, để chuẩn bị cho các hoạt động tấn công, binh lính Nga đã cố gắng đưa quân đến khu vực trung tâm của thành phố bằng cách sử dụng hai xe tăng và hai xe chiến đấu bọc thép MTLB, nhưng đối phương đã chịu tổn thất và phải rút lui. Tuy nhiên, nhóm tác chiến chiến thuật Kharkov không nói rõ phía Nga đã chịu tổn thất cụ thể như thế nào. Lực lượng không quân Ukraine thông báo quân đội Nga dạng sáng 29 tháng 8 đã phóng 5 tên lửa và 74 máy bay không người lái UAV Shahed vào các mục tiêu của Ukraine. Đây là cuộc không kích dữ dội của Moscow vào Kiev lần thứ ba trong 4 ngày qua. Chính quyền thủ đô Kiev cho biết các hệ thống phòng không Ukraine đã chặn được 2 tên lửa và 60 UAV, trong khi 14 UAV khác có lẽ đã rơi trước khi tiếp cận mục tiêu. Các mảnh vỡ của UAV bị phá hủy rơi xuống 3 quận của thành phố gây thiệt hại nhỏ cho các cơ sở hạ tầng dân sự nhưng không có thương vong. Cơ quan khẩn cấp nhà nước Ukraine cho biết các mảnh vỡ rơi xuống cũng gây ra đám cháy trong khuôn viên của một doanh nghiệp tư nhân ở khu vực miền trung Cherkasy. Khoảng 75 nhân viên cứu hộ đã dập tắt đám cháy lan rộng trên 2.700m2. Đây là cuộc không kích quy mô lớn của Nga vào Ukraine lần thứ ba trong vòng 4 ngày qua. Ở diễn biến ngược lại, quân đội Nga thông báo ngăn chặn một cuộc tấn công của Ukraine vào Crimea trong đêm 28 tháng 8, dạng sáng 29 tháng 8. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng của họ đã phá hủy 3 thiết bị bay không người lái trên biển của Ukraine nhằm vào Crimea. Ông Mikhail Ravozaev, thống đốc thành phố Sevastopol ở phía tây nam bán đảo Crimea, cho biết thêm rằng 4 UAV và 3 thiết bị bay không người lái trên biển của Ukraine đã bị phá hủy ở khoảng cách đáng kể so với bờ biển của bán đảo. Trong một diễn biến đáng chú ý, chuyên gia người Anh Alexander Mercuris mới đây đã lên tiếng cảnh báo về tình hình quân đội Ukraine tại Donbass. Trên YouTube của mình, ông Mercuris cho biết Ukraine có thể đang chuẩn bị cho việc hàng thủ tại Toretsk và Chasovia sẽ sớm sụp đổ. Theo ông, một loạt thất bại của lực lượng vũ trang Ukraine ở Donbass sẽ sớm dẫn đến sự sụp đổ của hàng phòng ngự của quân đội Ukraine dọc gần như toàn bộ chiến tuyến. Hôm 28 tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng các đơn vị thuộc nhóm quân trung tâm của Nga đã giải phóng làng Olovka ở Donetsk. Theo báo cáo của Bộ, tổng thiệt hại của quân đội Ukraine mỗi ngày lên tới 2.145 người, 12 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 13 khẩu pháo dã chiến và súng cối, cũng như 28 đơn vị xe quân sự đặc biệt. Trước đó, nhà báo người Đức Julian Roepke cho biết trên mạng xã hội X, quân đội Ukraine đang tiến hành sơ tán hàng loạt nhân sự từ Krasnoyarsk Ukraine gọi là Pokrovsk đến Donetsk. Ông viết, những gì đang xảy ra ở phía đông Pokrovsk giống như một cuộc rút lui quy mô lớn của các lực lượng Ukraine còn lại. Theo nhà báo, tốc độ tiến quân của quân đội Nga trong những khu vực này và những thông tin từ lực lượng vũ trang Ukraine cho thấy sự sụp đổ của lực lượng phòng thủ Ukraine theo hướng này. Phó Chủ tịch Quốc hội Ukraine Alexei Goncharenko cũng lưu ý tình hình của Ukraine gần Krasnoyarsk là rất thảm khốc. Truyền thông Nga ngày 29 tháng 8 đưa tin, quân đội nước này trong quá trình chống chiến dịch xâm nhập tỉnh Kursk đã thu giữ quân kỳ của một lữ đoàn tấn công đường không Ukraine. Hãng thông tấn TASS dẫn lời sĩ quan có mật danh cadet của Trung đoàn Súng trường Cơ giới số 9, trực thuộc quân đoàn 11 của Nga cho biết rằng quân kỳ bị họ thu giữ lần này là của lữ đoàn tấn công đường không số 82 của Ukraine đang tham gia chiến dịch xâm nhập tỉnh biên giới Kursk. Theo sĩ quan này, vào ngày 8 hoặc 9 tháng 8, một đại đội trưởng đã chuyển cho tôi lá cờ Lữ đoàn tấn công đường không số 82 Ukraine trong quá trình đơn vị của người này tiến hành dọn dẹp một khu định cư ở tỉnh Kursk, nơi Ukraine đổ quân vào đó. Hãng tin TASS sau đó đã công bố một đoạn video về một nhóm binh sĩ Nga đứng trong rừng cây, đồng thời rơi quân kỳ lữ đoàn tấn công đường không số 82 Ukraine. Quân đội Ukraine và các trang thông tấn độc lập hiện chưa thể xác minh đoạn video trên lữ đoàn thủy quân lục chiến 810 của nga vừa đăng tải một đoạn video ghi lại hình ảnh một xe tăng của ukraine đã bị phá hủy tại tỉnh Kursk, nga bằng máy bay không người lái cảm tử góc nhìn thứ nhất bộ quốc phòng nga xác thực đoạn video vào hôm 28 tháng 8 nhưng không cung cấp thông tin chi tiết chỉ nói rằng cuộc tấn công diễn ra ở tỉnh Kursk. chiếc xe tăng ukraine mà một số tờ báo xác định là loại t72m1 đã bị phát hiện ở bãi đất trống gần làng ongoka cách thị trấn biên giới sút ra khoảng 30 km về phía tây bắc. Thị trấn này hiện đang do lực lượng Ukraine kiểm soát. Video cho thấy chiếc xe tăng vừa di chuyển vừa nã đạn thì bị tấn công, khiến tháp pháo bị thổi bay, chiếc xe tăng nhanh chóng bị chìm trong biển lửa. Phát biểu tại Hội nghị về An ninh Quốc gia và Tình báo Mỹ mới đây, Phó Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA David Cohen cho biết, Ukraine không có ý định sáp nhập vùng cơ của Nga, nhưng sẽ giữ một số phần lãnh thổ đó trong một khoảng thời gian. Ông Cohen cho hay, Tổng thống Nga Putin sẽ ra lệnh phản công nhằm lấy lại lãnh thổ ở khu vực Kursk đang bị Ukraine kiểm soát, nhưng quân Nga sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến khó khăn. Phó Giám đốc CIA nhận định, dù Ukraine không có ý định sáp nhập phần lãnh thổ của Nga mà nước này đã giành được, nhưng quân Ukraine đang xây dựng các tuyến phòng thủ và dường như họ có ý định chiếm đóng trong một khoảng thời gian. Tiếp tục chương trình với một số tin tức quốc tế liên quan đến tình hình tại khu vực Trung Đông các nhà ngoại giao nga và mỹ vừa có màn đấu khẩu dữ dội tại cuộc họp của hội đồng bảo an liên hợp quốc về việc nước nào đang làm tốt hơn trong việc cố gắng giải quyết xung đột ở giải gaza theo sputnik phó đại diện phái đoàn nga dmitry spolyansky hôm 29 tháng 8 đã cáo buộc mỹ đang ngăn chặn lệnh ngừng bắn ở giải gaza bằng cách ủng hộ israel và phủ quyết các nghị quyết của hội đồng bảo an liên quan đến vùng đất này của người palestine ông Polianski phát biểu như chúng ta đã biết, để bảo vệ đồng minh then chốt của mình ở Trung Đông, một phái đoàn trong 10 tháng qua đã ngăn chặn mọi bước đi thực sự hướng tới việc chấm dứt xung đột ở giải Gaza và về cơ bản buộc tất cả các nước thành viên Hội đồng Bảo an phải đồng lõa trong việc trừng phạt tập thể người Palestine. Nhà ngoại giao Nga cho rằng Mỹ đã tuyên bố sai sự thật về việc Israel đồng ý với một thỏa thuận ngừng bắn. Ông Poliansky nhấn mạnh, hóa ra những lời kêu gọi không hề trở thành hiện thực như kế hoạch của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Hội đồng Bảo an đã thông qua trong nghị quyết 2735 ngày 10 tháng 6, Israel đã không nhất trí với thỏa thuận vào thời điểm đó và hiện tại vẫn chưa đồng ý chấm dứt các hoạt động quân sự của mình. Mỹ đang sửa đổi các điều khoản cho lệnh ngừng bắn ở Gaza vì lợi ích của Israel. Chúng ta nên nhớ rằng Hội đồng Bảo an đã không đồng ý với bất kỳ việc sửa đổi nào đối với các điều kiện của thỏa thuận đã nêu trong nghị quyết 2735 ngược lại phó đại diện phái đoàn mỹ robert wood cho biết ông không cần phải giải thích với người đồng cấp nga về lý do cho các hành động của washington liên quan đến nghị quyết của hội đồng bảo an nhà ngoại giao này chỉ ra rằng mỹ đang tập trung vào các nỗ lực cùng với ai cập và qatar để thực hiện một khuôn khổ đã được chính phủ israel và phong trào hồi giáo hamas nhất trí Ông Gút lưu ý, Hamas đã thay đổi lập trường của nhóm về thỏa thuận ngừng bắn và phóng thích con tin được đề xuất, đại diện Mỹ nhấn mạnh, vì vậy khuyến nghị của tôi đối với ngài và chính phủ của ngài là, nếu các ngài định đóng góp điều gì đó tích cực thì hãy đóng góp, nếu không, ngài nên im lặng. Ông Polianski đáp trả rằng, ông Gút nên giữ các khuyến nghị trên cho bản thân và Mỹ nên ngừng cản trở Hội đồng Bảo an thảo luận về vấn đề của người Palestine, đại diện Nga cũng quả quyết, không e ngại nói thẳng. Việc Mỹ phải chịu trách nhiệm cho những gì xảy ra hiện nay ở Gaza, nơi có hơn 40.000 người Palestine đã thiệt mạng vì chiến dịch tấn công quân sự chống Hamas của Tel Aviv kể từ tháng 10 năm 2023. Phong trào Thánh chiến Hồi giáo ở Palestine ngày 29 tháng 8 xác nhận, chỉ huy Mohammad Jaber, còn được gọi là Abu Suza, đã thiệt mạng trong cuộc tập kết của quân đội Israel vào trại tị nạn Nusam ở thành phố Tunkarem thuộc bờ Tây. Thông báo của phong trào thánh chiến Hồi giáo ở Palestine PIJ, nhóm vũ trang lớn thứ hai ở Gaza sau phong trào Hồi giáo Hamas, nêu rõ Abu Suza, chỉ huy lữ đoàn Tunkarem thuộc cánh vũ trang al và một số tay súng đã thiệt mạng trong trận chiến chống lại Israel trong ngày 29 tháng 8. Trước đó ít giờ, quân đội Israel thông báo 5 chiến binh Palestine ở bờ Tây đã thiệt mạng, nâng tổng số chiến binh Palestine bị hạ sát lên 14 người sau 2 ngày thực hiện một trong những vụ tấn công lớn nhất vào vùng lãnh thổ bị chiếm đóng trong nhiều tháng. Chiến dịch bắt đầu vào sáng 28 tháng 8 với hàng trăm binh sĩ Israel cùng với sự hỗ trợ của máy bay trực thăng, thiết bị bay không người lái và xe thiết giáp đột kích vào các thành phố Tunkarem, Jenin và các khu vực trong thung lũng Jordan. Cánh vũ trang của Hamas, Jihad và Fatah ngày 28 tháng 8 cho biết các binh sĩ của họ đã cho kích nổ bom chống lại xe quân sự của Israel ở Jenin, Tunkarem và Farah, một thành phố nằm trong thung lũng Jordan Giao tranh ở bờ Tây leo thang kể từ khi cuộc xung đột giữa Hamas và Israel bắt đầu nổ ra ở Gaza gần 11 tháng trước. Chiến dịch tấn công của Israel vào giải Gaza sau đó đã phá hủy nhiều khu vực rộng lớn của vùng lãnh thổ này và làm hơn 40.500 người Palestine thiệt mạng. Trong một diễn biến đáng chú ý, Mỹ vừa bất ngờ công bố lệnh trừng phạt mới đối với người định cư Israel ở bờ Tây, đồng thời kêu gọi Israel chịu trách nhiệm lớn hơn về tình trạng bạo lực trong khu vực. Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết lệnh trừng phạt nhắm vào một nhóm hỗ trợ trại định cư trái phép ở Nam Hebron, khi đầu năm nay, nhóm này đã gây sức ép buộc 250 người Palestine phải di rời, đồng thời tấn công họ. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, những hành động này sẽ làm suy yếu chuyển vọng hòa bình khu vực, bạo lực của người định cư cực đoan ở bờ Tây gây đau khổ, đe dọa an ninh Israel và làm suy yếu chuyển vọng hòa bình khu vực. Israel cần truy cứu trách nhiệm đối với các đối tượng gây bạo lực nhằm vào dân thường Palestine. Ngay sau quyết định của Mỹ, Văn phòng Thủ tướng Israel nêu rõ Thủ tướng Benjamin Netanyahu phản đối lệnh trừng phạt trên, đồng thời khẳng định Israel đang xem xét kỹ lưỡng và thảo luận sâu rộng vấn đề này với Mỹ. Lệnh trừng phạt của Mỹ đưa ra trong bối cảnh vòng đàm phán tiếp theo về lệnh ngừng bắn ở giải Gaza đang đối mặt với nhiều thách thức. Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu EU, ông John Borrell, ngày 29 tháng 8 cho biết, ông sẽ kêu gọi 27 nước thành viên liên minh ủng hộ các biện pháp trừng phạt đối với các bộ trưởng của Israel do các hoạt động mang tính thù địch đối với người dân Palestine. Trả lời báo giới, ông Borrell cho biết đã khởi động những bước đi ban đầu để yêu cầu các nước thành viên cân nhắc biện pháp trừng phạt phù hợp. Quan chức này giải thích rằng một số bộ trưởng Israel đã đưa ra những phát biểu rõ ràng đi ngược lại tinh thần của luật pháp quốc tế và có thể trở thành nguồn gốc gây ra hành động thù địch đối với người dân Palestine. Do đó, nhà ngoại giao hàng đầu của EU cho rằng việc ông đưa ra đề xuất áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm đảm bảo luật nhân đạo quốc tế được tuân thủ. Theo các nhà ngoại giao EU, đề xuất danh sách trừng phạt theo dự định của ông Borrell bao gồm bộ trưởng tài chính Israel Bezalel Smotrich và bộ trưởng an ninh quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir, cả hai quan chức này của Israel trước đó đều đưa ra những bình luận khiến cộng đồng quốc tế quan ngại do có thể làm trầm trọng hơn nữa cuộc khủng hoảng nhân đạo mà người dân Palestine ở giải Gaza đã và đang phải gánh chịu kể từ khi nổ ra cuộc xung đột giữa Israel và phong trào hồi giáo Hamas ở giải Gaza. Tuy nhiên, đề xuất trên được đưa ra trong bối cảnh một số quốc gia EU cho rằng trừng phạt không phải là cách thức phù hợp để giải quyết cuộc xung đột hiện nay, trong khi một số nước thành viên khác bảo vệ quyền tự vệ của Israel. Liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024, kết quả các cuộc thăm dò mới nhất của hãng tin Reuters và công ty nghiên cứu thị trường Ipsos cho thấy, giai đoạn nhiệt tình của cử tri dành cho phó tổng thống Kamala Harris dường như vẫn chưa kết thúc. Ứng cử viên tổng thống Mỹ Đảng Dân chủ đang nới rộng khoảng cách dẫn trước so với đối thủ Đảng Cộng hòa Donald Trump. Cụ thể bà Kamala Harris đang dẫn trước ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump với tỷ lệ 45% so với 41%, lợi thế 4% trong số những cử tri đã đăng ký rộng hơn so với lợi thế 1% trong các cuộc thăm dò hồi cuối tháng 7 được tiến hành từ ngày 21 đến 28 tháng 8 và có biên độ sai số 2%. Cuộc thăm dò mới nhất này cũng cho thấy bà Kamala Harris đang nhận được sự ủng hộ gia tăng của phụ nữ và người gốc Tây Ban Nha trong khi đó ông Donald Trump lại dẫn trước về tỷ lệ ủng hộ trong số cử tri da trắng và nam giới. Cuộc đua bầu cử Tổng thống Mỹ đang ngày càng kịch liệt, đặc biệt sau khi Tổng thống Joe Biden quyết định không tái tranh cử hôm 21 tháng 7 vừa qua và đề cử cấp pháo của mình, bà Kamala Harris làm người thay thế. Tuy nhiên, kết quả thăm dò tại 7 bang mà cuộc bầu cử năm 2020 diễn ra sát nút nhất, ông Donald Trump lại dẫn trước bà Kamala Harris với tỷ lệ 45% so với 43%. Ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa được đánh giá là có cách tiếp cận tốt hơn trong việc quản lý nền kinh tế Mỹ. Ngược lại, bà Kamala Harris lại có lợi thế về chính sách phá thai. Giai đoạn khảo sát của cuộc thăm dò trùng một phần với Đại hội toàn quốc của Đảng Dân chủ diễn ra từ ngày 19 đến 22 tháng 8 tại Chicago, nơi bà Kamala Harris chính thức chấp nhận đề cử của đảng ra tranh cử tổng thống. Thưa quý vị, cuộc bầu cử Mỹ càng lúc càng nóng hơn khi hai đối thủ nặng ký là Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump đang trong trạng đua nước rút, chuẩn bị có màn sau găng đầy kịch tính. Cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên vào ngày 10 tháng 9 tới là sự kiện được cho sẽ là tác động lớn và cũng là cơ hội để mỗi ứng viên bứt tốc trước đối thủ của mình trên đường đua vào Nhà Trắng chỉ chưa đầy hai tuần nữa mà đối đầu đầu tiên giữa hai ứng cử viên tổng thống Mỹ sẽ diễn ra cả phó tổng thống Mỹ Kamala Harris và cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đều đang tích cực chuẩn bị cho cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình vào ngày 10 tháng 9 trên kênh ABC News đây sẽ là cơ hội để hai ứng cử viên thể hiện mình là lựa chọn hàng đầu của cử tri Mỹ với các ưu tiên chính sách trong từng lĩnh vực cụ thể trong thông báo trên mạng xã hội Truth Social, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xác nhận lại rằng ông sẽ tham dự cuộc tranh luận trực tiếp này. Nối tiếp chương trình sẽ là một số thông tin quốc tế đáng chú ý khác. Văn phòng Tổng thống Nga hôm 29 tháng 8 đã lên tiếng cảnh báo vụ việc của nhà sáng lập Telegram Pavel Durov không nên trở thành một cuộc đàn áp chính trị. Cảnh báo này đưa ra ngay sau khi một thẩm phán người Pháp cho biết sẽ chính thức điều tra ông chủ Telegram Pavel Durov trong cuộc điều tra về tội phạm có tổ chức trên ứng dụng tin nhắn này nhưng cho phép ông Pavel được tại ngoại với điều kiện phải trả 5 triệu euro, báo cáo với cảnh sát hai lần một tuần và không được rời khỏi lãnh thổ Pháp. Công tố viên Paris, Laura Becker cho biết trong một tuyên bố rằng thẩm phán thấy có căn cứ để chính thức điều tra ông Pavel về tất cả các cáo buộc mà anh ta bị bắt giữ. Trong đó Pavel bị tình nghi đồng lõa trong việc điều hành một nền tảng trực tuyến cho phép giao dịch bất hợp pháp, rửa tiền và từ chối hợp tác với các cơ quan tư pháp luật sư của nhà sáng lập Pavel Durov phản bác quyết định của thẩm phán Pháp, cho rằng hoàn toàn vô lý khi cáo buộc người đứng đầu một mạng xã hội phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành vi phạm tội nào xảy ra trên nền tảng này. Thông tin vừa rồi cũng đã kết lại chương trình Điểm tin quốc tế ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh youtube của báo điện tử VOV. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!